Tiếp theo ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, hơn một tháng ròng rã chiến đấu với dịch bệnh COVID-19, 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, dịch bệnh tại Hải Dương đã cơ bản được kiểm soát. Trên cơ sở đó, từ ngày 3 tháng 3, thì Hải Dương chuyển trạng thái mới thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Sau một thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại sản xuất trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt yêu cầu phòng dịch. Nhà máy lắp ráp của công ty ô tô Ford Việt Nam tại Hải Dương. Tại đây, hiện có khoảng 600 người lao động đang làm việc, trong đó có nhiều lao động là người Cẩm Giang, nơi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lây lan trong cộng đồng và có thời điểm rất phức tạp. Trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ Tết dài, để thích ứng với trạng thái mới, vấn đề phòng chống dịch được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Trong khi mà đỉnh cao của dịch ấy, thì chúng tôi cũng gặp một số những cái khó khăn, ví dụ như là người trong vùng phong tỏa thì không đi làm được. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chia sẻ cái khó khăn đó cùng với tỉnh, cái địa phương ở đây. Trước khi quay trở lại làm việc thì chúng tôi đã liên hệ với lại một cái trung tâm xét nghiệm mà được cấp phép của Bộ Y tế để tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên, yêu cầu nhân viên là phải tuân thủ đúng những cái chỉ đạo về phòng chống dịch của chính phủ này, thực hiện cái hướng dẫn 5K của Bộ Y tế, vệ sinh này, máy móc thiết bị này, hoặc là khử khuẩn hàng ngày. Lãnh đạo nhà máy thì cũng quán triệt với anh em là trước mắt phải thực hiện cái triệt để cái 5K của Bộ Y tế. Thứ hai là cũng thực hiện tất cả những yêu cầu liên của tập đoàn Ford xuống là liên quan cái các an toàn về lao động, những kiểm soát dịch bệnh trong quá trình sản xuất. Tỉnh Hải Dương hiện có 11 khu công nghiệp, 38 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng số hơn 14.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động. Ngay khi tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch lớn như thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng được khống chế, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng với trạng thái mới. Các doanh nghiệp phải mở ra để phát triển. Trong cái bối cảnh đó thì rất đòi hỏi là các doanh nghiệp có phải xây dựng một kế hoạch chiến lược cho cái phát triển kinh tế xã hội gắn với phòng dịch trong tình hình mới. Trong đó thì ưu tiên cho phát triển kinh tế xã hội và quan tâm đến cái đời sống của người lao động gắn với lại hoạt động ở doanh nghiệp đi cùng với phòng dịch ở doanh nghiệp. Thì đấy là một cái tính chất hết sức quan trọng, vừa sản xuất kinh doanh và vừa phải đảm bảo an toàn trong phòng dịch. Trong đó thì đưa ra cho cái người lao động những cái vấn đề hết sức quan trọng từ khi đến bước chân đến doanh nghiệp cho đến khi kết thúc quy trình làm việc ở doanh nghiệp, kể cả thời gian nghỉ thế nào, thời gian ăn trưa cho đến các cái việc của người lao động ở doanh nghiệp, cho đến các cái quy trình sản xuất thì đều gắn với cái thực hiện phòng dịch ở đó. Và đặc biệt là nâng cao ý thức trách nhiệm của người chủ doanh nghiệp trong công tác phòng dịch, phối hợp với các chính quyền địa phương và các cấp trong phòng dịch để nhằm là chúng ta vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo phòng dịch một cách bền vững. Trong thời gian tới, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục kiểm soát tốt các điều kiện an toàn. Và đây sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để Hải Dương thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm lo cho công nhân lao động. Trong 2 tháng đầu năm, thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh đã đạt hơn 74.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Với số thu này, theo tính toán thì trừ thứ Bảy và Chủ nhật ra, mỗi ngày thành phố này thu khoảng 2.900 tỷ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong sự phục hồi của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh dù những ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn còn. Không chỉ nhận đủ đơn hàng trong quý 1 mà ngay cả quý 2, doanh nghiệp này cũng đã đầy đơn hàng. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì làm việc cho lao động trong nhà máy mà còn đảm bảo được doanh thu như mục tiêu đề ra. Đây là kết quả của công cuộc chuyển đổi số, thay đổi công nghệ giúp giảm giá thành sản phẩm mà doanh nghiệp đã đẩy mạnh thực hiện trong năm qua. Chúng tôi sẽ phân các dòng sản phẩm riêng ra để chúng tôi đáp ứng được rất nhiều các cái đặc trưng của sản phẩm. Đấy. Thì như vậy là chúng tôi đã một cái băng truyền ấy, thì chúng tôi kiệm được 2-3%. Và chúng tôi gắn sản phẩm tự động với máy tự động thì chúng tôi tiết kiệm 50% về lao động. Và như vậy là chúng tôi đã tiết kiệm đến bây giờ là 80% về lao động. Thay vì trước đây 10 người thì giờ chúng tôi còn có 2 người. Không chỉ có thay đổi để thích nghi, tìm cơ hội trong bối cảnh nhiều nền kinh tế vẫn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tận dụng được những gói hỗ trợ như miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp để xoay vòng vốn. Trong năm 2020, ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh đã giãn thuế, giảm thuế cho 54.000 doanh nghiệp với số tiền hơn 26.000 tỷ đồng.
cái hỗ trợ của chính phủ giảm 30% cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp trong việc cải thiện cái dòng vốn lưu động. Với các cái chính sách mà hỗ trợ liên tục như vậy, doanh nghiệp đã có những cái nguồn lực thêm nữa để tiến hành các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào cái tăng trưởng của thành phố. Việc thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh ở một số nhóm ngành đã có tín hiệu khả quan trong 2 tháng đầu năm. Tuy nhiên, riêng với ngành du lịch dịch vụ của thành phố vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. 2 tháng đầu năm nay, du lịch lữ hành vẫn giảm sâu đến 70%. Đối với lại bản thân tôi thì tôi mong muốn thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền cũng như là các sở ngành chức năng ấy là hỗ trợ doanh nghiệp bằng các cái chính sách, ví dụ như là cái chi phí bến bãi neo đậu ở đây cho nó hợp lý. Ví dụ là chúng tôi là hoạt động thủy nội địa thì là cái mức của Sở Tài chính hay là Bộ Tài chính đưa ra đối với các phương tiện thủy nội địa như thế nào thì chúng tôi chi trả như vậy. Đó là cái mong mỏi đầu tiên. Các cơ quan quản lý nhà nước nên có những chính sách giảm hay là giãn cái việc mà đóng thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng cũng như là thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí khác cho đến cuối năm, để các doanh nghiệp có cái khả năng để mà tồn tại và xoay sở trong cái điều kiện khó khăn hiện nay. Năm nay, Trung ương giao chỉ tiêu ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh là gần 365.000 tỷ đồng. Điều này có nghĩa bình quân mỗi ngày thành phố phải thu khoảng 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ trong 2 tháng đầu năm, mỗi ngày thành phố đã thu 2.900 tỷ đồng, gần như tăng gấp đôi chỉ tiêu thu bình quân mỗi ngày. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế của thành phố đã có những tín hiệu khả quan và thành phố có thể đạt được chỉ tiêu ngân sách được giao trong năm nay. Đúng là trải qua 2 đợt dịch thì sự chủ động và tinh thần sống chung với lũ của doanh nghiệp đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi tình trạng có doanh nghiệp bị suy giảm tài chính, giảm khả năng chống chịu vì sức khỏe có hạn. Do vậy các doanh nghiệp hầu hết đều trông mong các chính sách hỗ trợ tiếp theo hướng ưu tiên và hiệu quả của chính phủ nhằm vực dậy sản xuất kinh doanh sau làn sóng COVID-19 thứ 3. Từ Tết đến nay, hoạt động của doanh nghiệp này bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19 lần 3, khiến nhiều sự kiện phải lùi thời gian tổ chức hoặc thậm chí là hủy bỏ để phòng tránh dịch. Để đảm bảo nguồn lực, doanh nghiệp xác định mảng sản xuất sẽ gánh cho mảng dịch vụ. Và đề xuất giãn hoãn nộp thuế của Bộ Tài chính mới đây cũng là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp. Cái việc mà giãn thuế đối với doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi thấy rằng đấy là một cái chính sách rất là tốt và tôi nghĩ rằng nó cũng bổ sung một cái nguồn vốn lưu động cũng như dự phòng cho doanh nghiệp rất là tốt để sau này nếu có bất cứ gì, nếu dịch nó diễn ra sâu hơn chẳng hạn thì chúng tôi có một cái lượng tiền cũng như ngân sách để có thể là bù đắp cho, vẫn trả lương cho cán bộ anh chị em công nhân để đảm bảo cuộc sống của họ. Báo cáo từ Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân của Thủ tướng mới đây cho thấy, 2 tháng sau đợt dịch thứ 3, doanh nghiệp phía Bắc chịu ảnh hưởng nhiều hơn doanh nghiệp phía Nam. Những ảnh hưởng trực tiếp gồm khó khăn trong tuyển dụng lao động, chuỗi cung ứng, sản xuất bị ảnh hưởng vì khó lưu thông hàng hóa. Không chỉ mong đợi về đề xuất đơn lẻ trong hành động của bộ ngành, các doanh nghiệp kỳ vọng gói hỗ trợ lần 2 với các tiêu chí, ưu tiên, ngay tức khắc. Với nguồn lực có hạn, nếu trường hợp gọi là tiếp cận theo cái hướng là đồng đều thì rõ ràng là nó không đủ để giúp vực dậy một số những cái doanh nghiệp mà nó đang còn có khả năng chống chịu. Thế còn tiếp cận theo hướng ưu tiên thì cũng lại phải đánh giá bài bản xem là đâu là ngành nghề ưu tiên. Những cái doanh nghiệp mà ở những cái ngành nghề gặp khó khăn nhất là ưu tiên hay là những doanh nghiệp có cơ hội sống sót nhất là ưu tiên. Tiếp theo nữa là cái cách thức thực thi, bởi vì cái gói của lần 1 nó gặp vấn đề cái chỗ là cái quy trình thủ tục và các yêu cầu để cho doanh nghiệp tiếp cận. Cho nên đối với cả lần này thì người ta cũng vẫn tiếp tục đề nghị chính phủ là xem xét những cái quy trình thủ tục thuận tiện nhất để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Các lĩnh vực khác nhau thì các khó khăn khác nhau nên cái việc chia sẻ khó khăn cũng nên phải có cái tính toán cho từng cái đối tượng doanh nghiệp cụ thể, không nên đại trà. Và nên tiếp cận theo cái cách thức là hỗ trợ trực tiếp. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như đối với lại cái khó khăn về lao động. Thì có lẽ thay vì hỗ trợ cho doanh nghiệp thì chúng ta có thể có cái cách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị thất nghiệp để họ có thể chủ động cái công việc của mình. Kết thúc gói hỗ trợ lần thứ nhất theo tinh thần chỉ thị 11, chính phủ đã giao cơ quan chức năng tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục thiết kế chính sách hỗ trợ trong thời gian tới. Các doanh nghiệp rất kỳ vọng gói hỗ trợ lần thứ hai nếu được thực hiện sẽ phát huy hiệu quả thiết thực hơn, góp phần giúp các doanh nghiệp vượt sóng gió giai đoạn này, từng bước ổn định và vực dậy hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng đã đưa ra thêm nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Việc hỗ trợ vẫn chủ yếu tập trung vào hộ kinh doanh, doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp của COVID-19. Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, thì cần mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách hơn nữa. Năm 2021, dưới sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tại các địa phương, nhiều ngân hàng đã tiếp tục giữ nguyên các chương trình hỗ trợ như miễn giảm phí giao dịch, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng. Một số ngân hàng thì giảm thêm lãi suất cho vay cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của dịch COVID-19. Bước sang năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID thì Vietcombank tiếp tục triển khai hỗ trợ khách hàng bằng việc giảm lãi suất cho các khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân. Trong đợt giảm lãi suất mới nhất này, dự kiến Vietcombank sẽ giảm lãi suất cho 105.000 khách hàng với tổng dư nợ dự kiến sẽ được giảm lãi suất là 350.000 tỷ, tương ứng với khoảng 40% tổng dư nợ của Vietcombank, và lợi nhuận Vietcombank sẽ chia sẻ với khách hàng khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số chuyên gia nhìn nhận, ngành ngân hàng cần tiếp tục giảm sâu thêm lãi suất cho vay của toàn nền kinh tế, chứ không chỉ ưu ái cho một số đối tượng cụ thể. Hiện mặt bằng lãi suất huy động đã ở mức rất thấp, dưới 4% cho kỳ hạn dưới 6 tháng. Kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng chỉ vào khoảng từ 5,5 đến 6%, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Tuy nhiên, lãi suất cho vay chỉ được giảm ở một số đối tượng ưu tiên, còn nhiều doanh nghiệp thông thường vẫn phải vay dài hạn trên 10% một năm, một mức lãi suất khá cao so với mặt bằng lãi suất huy động. Chúng ta biết rằng lãi suất huy động giảm khá sâu, và điều đó thì dĩ nhiên là bất lợi cho khách hàng gửi tiền ngân hàng, nhưng mà nó được lợi là nó tạo điều kiện cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, về phía lãi suất cho vay thì lại không giảm tương xứng với lại lãi suất huy động. Thời gian năm nay tôi nghĩ rằng các ngân hàng nên có những cái biện pháp để giảm lãi suất cho vay mạnh mẽ hơn. Chúng ta cũng biết rằng lãi suất cho vay thật sự ra nó cũng cần phải có một cái biên độ phù hợp với lại lãi suất đầu vào là lãi suất huy động, đâu đó vào khoảng 3%. Thế thì ngân hàng nên giữ cái biên độ lợi nhuận họ để có thể giảm lãi suất cho vay nhiều hơn, mạnh mẽ hơn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Các chuyên gia cũng nhìn nhận, trong bối cảnh hiện nay, toàn bộ nền kinh tế đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19. Chính vì vậy, không nên chỉ tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, mà nên có chính sách hỗ trợ tổng thể giúp người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh vượt qua đại dịch. Sự hỗ trợ kịp thời là điều vô cùng cần thiết. Nhưng cũng cần phải nói giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kiểm chứng lại sức chịu đựng và khả năng thích nghi với tình hình mới, tự đánh giá về thực trạng sản xuất kinh doanh, điểm mạnh, điểm yếu và lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở đó, cải tiến mô hình sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả và bền vững. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn tạo ra thay đổi về nhu cầu đối với sản phẩm, dịch vụ, đem lại cơ hội gia nhập các thị trường ngoài thị trường truyền thống cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng. Bên cạnh đó, thì các chính sách hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hình thành chuỗi giá trị mới. Chuyện trong ngày đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.